Rồi, hello, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Quý 49 nha. Thì lời nói đầu tiên, Phú Quý lại là chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em. Chúc anh chị em có một buổi tối thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Anh em xem kênh, đừng quên cho Phú Quý một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Đó là niềm tin, đó là động lực giúp kênh ngày càng phát triển nha. Thì trước khi vào phần cầu lô số VIP 3 miền chuẩn ngày thứ 2, ngày 1 tháng 7, ngày đầu tháng cho tất cả anh em. Thì do bận quá, thật sự Phú Quý quá bận nên không lên video cho tất cả anh em tham khảo được. Thì ngày hôm nay cố gắng dành thời gian tham khảo hơn nhưng không chia sẻ con số chiến thắng trên Zalo cho tất cả anh em được nha. Thì mong rằng lên video này sẽ giúp anh em may mắn chọn lựa những con số may mắn để về bờ kiếm vài đồng uống cà phê nha, ở ngày đầu tháng 7 cùng với Phú Quý nha. Rồi không đợi anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào phần đài thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai Phú Quý bắt tất cả anh em đường cầu là 01 số 10. Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quý bắt cả anh em là đường cầu 01 số 10, hy vọng rằng đồng thành phố sẽ về nhé. Tiếp theo là đài Đồng Tháp. Đồng Tháp Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 5665. Đồng Tháp Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 5665, hy vọng rằng đồng Tháp sẽ về nhé. Thì anh em xem kênh đừng tiếc chỉ một lượt like để chủ kênh. Anh em like chả mắc gì chả tốn gì, like cho chủ kênh có niềm tin, có động lực và có thằng sáng suốt để lựa chọn những cặp số, những đường cầu đẹp đưa kênh chiều nó về cho cả anh em ở ba miền nhé. Còn anh em thương tình hãy cho lượt chia sẻ, anh em chia sẻ càng mạnh được nhiều anh em càng biết đến kênh, ngày càng lớn mạnh mình đã được tất cả các anh em nhé. Tiếp theo là đài Cà Mau. Cà Mau ngày mai Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 2772. Cà Mau ngày mai Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 2772, hy vọng đàn đồng Cà Mau cho về nha. Tiếp theo là ba đài. Ba đài ngày mai Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 5665. Ba đài ngày mai Phú Quý bắt cả anh em là 5665, hy vọng đàn đồng miền Nam cho về nha. Ngày mai Phú Quý thiên về con 56, anh em thích thì chơi còn không tham khảo cho Phú Quý nha. Tiếp theo là đài miền Trung. Miền Trung ngày mai Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 7997. Miền Trung Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 7997, hy vọng rằng đồng miền Trung sẽ cho về nha. Thì miền Trung có ngày mai có hai đài nên Phú Quý không thiên về con nào, anh em thích thì chơi còn không tham khảo cho mình nha. Tiếp theo đài miền Bắc. Miền Bắc ngày mai Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 6996. Miền Bắc Phú Quý bắt cả anh em đường cầu là 6996, hy vọng rằng đồng miền Bắc cho về nha. Rồi, trên đây là những cặp số như đường cầu phụ mình bật mình đưa ở đây chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ về cho cả anh em. Còn anh em nào trùng cầu, trùng máu, trùng keo, kết với con nào của đài nào của miền nào hãy vào nhỏ nhẹ 5 điểm 10 điểm kiếm tiền bữa ăn sáng. Bữa ăn trưa, đi cà phê sáng đi chưa? Còn anh em nào đang xa bờ bị cầu lộn số hãy kết bạn số lô 0787955762. Mình sẽ cung cấp cho cả anh em những đường cầu VIP, những đường cầu kính tỷ lệ chiến thắng cao giúp anh em về bờ an toàn nha. Chúc chiều mai những cặp số như đường cầu phụ mình đưa trên đây sẽ về cho tất cả anh em ở ba miền, giúp anh em chọn lựa những con số giúp anh em về bờ an toàn nha. Chúc tất cả anh em trên Zalo tiếp tục thắng lợi tiền về để túi anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ mỗi đêm.